thì cái này nó đây là gà ác hầm xả nha. Đổ thịt vô nha. Chế nước dừa vô ha. Xào vô thịt nó săn lại nha. Quá nè. Ôi ôi con này đang nóng nực nè. Ôi. Chế nước dừa vô nha, cái này mình hầm với nước dừa nha. Wow. Đổ nước nữa. Hầm nước dừa không cũng được. Nước dừa ngập rồi, khỏi cái hầm này mà ở Bến Tre là làm dừa không? Phải phải đường. Ngon ha. Đó, Misa đang bú sữa nha. Uống đi con, uống xong đi rồi nó cho uống đi. Đây con tối ngày chỉ coi hình thôi nè, không biết phụ mẹ gì hết trơn á. Hầm coi hình không. Thấy con Trang đẹp chưa? Đây đó, một rổ rau luôn, ngon ơi là ngon luôn đó. Đây rổ trái cây nữa nha, chuẩn bị đó. Bữa nay 30/4 mình ăn lễ nha. Đó ri nha, hỏi nha. Đây Misa đang chơi điện thoại nha. Không chú đi kiếm đi tiền chứ đi đi á, kiếm đi tiền. Ông kiếm vô vô bé mận mà ông đi vô ai mẹ nó. Kêu qua ông vô bẻ bẻ mà ông vô. Mận nó ngon ghê. Sáng ngày sớm không nói nó nội đi chổng bẻ liền vậy. Để không đi chơi, ở nhà chơi game. Đi làm, nó mới đi làm điệu về nha, đẹp chưa? Con không biết nữa. Vớt bọt nha, nó sôi lên mình vớt bọt nha. Này là nồi này là mình nấu nước dừa luôn á, không có nấu nước thêm gì đâu nha, nước dừa thôi á. Dừa cho nó ngọt.
Rồi mở, bắt đầu mở xả củ cây trắng rồi. Bỏ xào. Bỏ nhiều xả ngon nha. Sống chết quay cái gì? Quay đồ ăn không quay? Tôi quay người nấu nữa chứ. Nấu lẩu lâu quá lấy bánh ăn luôn rồi nè. Đó, thấy không? Đó. Cái này mình ăn với rau hoặc ra chấm rau bún thò dơ bỏ vô ăn không? Ăn chung với rau hoặc cơm cũng được nha bà con. Ngọt ha, đúng là nước dừa. Dừa không? Hầm này là nhiều tiếng ta? Tiếng đồng hồ không? Nó mềm. 45 phút. 45 phút. 45 phút mà hầm bắt là lẩu thôi là dừa. Trứng gà vô nha. Gà ác mà hầm cái này thì quá đã luôn. Hấp dẫn chưa? Sôi ùng ục. Giảm lửa xuống. Giảm lửa xuống. Để vậy nó sôi nó ngon. Chúng ta có chà cái này. Để em canh này mấy giờ. Chờ ăn lẩu nha, bấm điện thoại nha. Trong phút chờ đợi ai cũng có điện thoại để bấm hết trơn thôi. Rồi rồi đó, công nghệ điện thoại. Đây, thêm công nghệ điện thoại nữa. Nó coi điện thoại riết mà con mắt nó như vậy nè. Nó vẫn coi điện thoại. Thấy chưa? Xôi sùng sục bỏ cục cây trắng vô nha. Có ai thử không? Thử coi nó mềm chưa? Nếm nếm đập đà thôi. Cái hầm xả này hơi lâu nha. Đổ rau luôn nè. Bỏ nấm vô nha.
Món này có nấm nữa, ngon mà nó ngọt nước dữ lắm luôn đó nha. Hai cái nước da hay là một cái? Một cái thì... Đây. Đây. Nóng hả? Nóng. Ô nóng quá. Ô thổi đi, thổi đi. Thổi đi. Ô. Không mình không hai à. Mẹ mua ba con đó của anh. Sao có đồng dịch nữa, gà ác có đồng dịch nữa trời. Bữa nay lên không? Mũi kìa. Ừ, mũi kìa. Con dùi. Mũi. Ờ, con dùi. Nay lên không? Nóng à? Nóng không? Ồ, ngon quá. Lễ mà. Nóng. Nóng không? Ôi ngon quá. Đâu rồi? À, đi công chuyện, đi công chuyện. Rồi. À, nội đi công chuyện chút xíu à. Kìa nội kìa. Đó. Hấp dẫn không? Quá trời hấp dẫn luôn. Này đang chết nha. Chương trình. Giờ, giờ là múc ra là chuẩn bị ăn nha. Múc ra nồi lẩu nha. Ăn lễ gà ác hấp xả nha. Trái thôi. Nó trái luôn hả? Trái à, mới ăn trái. Trời ơi, trái như đó hả? Là mưa hay quá vậy. Đổ qua đây không nữa. Trời ơi. Ngon ghê á, cái gì vừa ăn rồi.